Alo. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ ba trong C3 thôi. Màn hình máy của game thủ Gunny là người được cầm Summer, còn Tôm là người cầm Phô. Bên kia có một IA và một Egypt thì phải. Nhưng tôi nhìn Đơn tôi nhìn thấy có một IA, còn quân còn lại là cái gì thì cũng chưa dám chắc chắn. Màn hình máy của game thủ Gunny trước. Ô, thôi anh ơi, anh em can, em can. Vâng, một bài có đến ba con voi ngay những thời điểm đầu, nhưng Gunny chắc chắn là vẫn chậm dần. Vâng, bài này có đến ba voi chứ 30 voi cũng chậm dần là cái chắc. Bãi quả đầu tiên các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Không thể đóng được một chiếc BG, có thể nói là nhai được cái ba cây quả chứ đừng nói gì đến việc 4 5 cây quả. Thể thấy là cái sự tù tội của chiếc BG. Vâng, nhưng trời không cho ai toàn bộ một thứ gì bao giờ và cũng không lấy hết đi của ai một thứ gì toàn bộ bao giờ. Vẫn còn 3 voi còn lại dành cho cái thủ gắn đi. Một Yamato ở những thời điểm đầu là rất phú. Thậm chí ở những thời điểm sau nếu quân còn lại vâng không có khả năng cầm chủ lực thì Yamato hoàn toàn có thể xoay quân. Lại cùng chờ xem bài này thủ Gunny sẽ quyết định thi đấu như thế nào. Một bài giọt thẳng lên góc 12 giờ nhưng chưa gặp ai ở trên 12 giờ. Cũng như là đồ ăn cũng chỉ thấy một bầy hươu khiêm tốn thôi. Hy vọng sẽ có quả phổ dành cho game thủ Gunny. Với ba voi này FD1 có lẽ là không quá phức tạp đối với Gunny. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ Tôm, một bài 14 trên 16 cũng có voi. Có lẽ là như vậy là được. Tiếp tục đến màn hình máy game thủ Gunny thôi. Hai voi đã được đưa về chính rồi. Gunny là người chậm hai dân so với người đẻ dân nhanh nhất, 16 nông dân đến từ Tôm. Như vậy là Gunny là người chậm hơn so với Tôm chứ không so với hai game thủ còn lại. Tạm thời như vậy là cũng ổn. Vâng, chậm với ai chứ chậm so với người nhà thì cũng không sợ. Lọt sàng nó cũng xuống nia rồi. Như vậy là có quả phụ rồi. Vâng, miệng ngày hôm nay lại chưa đánh răng. Một bài có quả phụ đến 6 cây dành cho game thủ Gunny. Vâng, sổ ra có quả phụ là quả phụ ngay lập tức. Tham lai 17 trên 20 là tham lai lúc này của game thủ Gunny. Thêm một đàn hiêu nữa. Nhưng đàn này có lẽ là đá về hai ba con gì đó thôi. Nên là như vậy thôi. Như vậy là Gunny cũng chỉ đá một con. Ô ô ô, như vậy là đâu một ở đây rồi. Đâu một xuất hiện bất thình lình và giật mình với một đồng dân. Thôi xong, như vậy là em thủ đấu một là người đóng trước BG và ăn bãi quả phụ rồi. Vâng, tay này tinh quái quá. Đóng ngay trước BG và ăn bãi quả phụ ở vị trí mà trước BG có thể nói là đẹp nhất rồi. Game thủ Gunny thì phải chờ gỗ Yamato của game thủ No 1. Căng cò. Rồi như vậy lại phải đóng một chiếc BG có thể nói là vị trí khiêm tốn hơn rất nhiều so với game thủ No 1. Vâng, No 1 ôm rất nhiều nông dân lên và quyết định ăn thua đủ với game thủ Gunny trong tuần này. Rồi như vậy là cuối 7 mới có thể kích đời 1 với một bài ăn tranh. Tiếp tục đến màn hình máy thủ Tôm. Tôm 25 nông dân thôi, không quá nhiều. Hay là một bài chết dân đây, chúng ta hãy cùng chờ xem. Có lẽ là cũng đã kích rồi. Màn hình máy cái thủ Gunny lại phải lên vâng chén thêm bầy hiêu này nữa vậy, biết làm nào bây giờ. Vâng, bị ăn tranh bởi thủ No 1. Bài này cắm y sau đó một L một Y chơi cho game thủ No 1 oẳng luôn. Cay cú với một bài ăn tranh. Một vị trí mà một bãi quả rất gần rồi nhà mình, một vị trí chiếc BG có thể nói là mình đã dọn sẵn rất đẹp rồi. Ai ngờ có ông Giang phá hoại, ông đóng cái tẹt cái BG của ông ở vị trí đẹp nhất. 23 trên 24. Đang cố gắng chờ gỗ để có thể thiết kế nhà điều kiện cũng như chờ lên đời nữa. Phía trên vẫn đang còn một bầy hiêu ở phía trên, là một bầy hiêu không nhỏ. Nhưng Gunny có lẽ là chưa tính đến điều đó. BL. Vâng, một nông dân đóng thôi và chờ tiếp tục gỗ. Xoay tham lai. Như vậy là No 1 chưa lên đời 1. Chúng ta hãy cùng xem bài này game thủ Gunny có tát phát chết luôn được không. Chúng ta hãy cùng xem cái nội công tát phát chết luôn.
Ấy à, là nóng bê cả vào bãi vàng. Căng. Vâng, định ôm. Định ôm nhưng không biết có được hay không. Vâng, như vậy là phải lên ăn bãi vàng ở phía trên này rồi. Quá khó chịu với tay này. Vâng, ăn không được thì đạp đổ. Như vậy là đối thủ No.1 cũng là người đã có giò trong tình huống này. Hai mươi bốn đến từ game thủ Gunny trong tình huống này, một bài có bãi vàng kép. No.1 cũng là người đến đời khá sớm, chốt cái e vào cả hai đầu, cả hai đầu trong tình huống này, một e đầu này và một e đầu này nữa. Rồi tạm thời là như vậy thôi. Summer thì trì hơn so với IA một chút. Vâng, ăn được hai nông dân và sau đó thì trả giá bằng chính tính mạng của mình. Thế là đổi, thế là ổn rồi. Màn hình máy game thủ Tôm xem. Bài 1 đến từ Tôm, mình vẫn chưa có bánh xe. Bắt đầu có bánh xe và sóc tơn R đầu tiên. Chip cũng là người cầm cung R. Chúng ta hãy cùng chờ xem một bài thi thố giữa hai chém và hai cung. Chém bên này thì thủ Gunny đang cầm chân thôi, không khỏe hơn. Nếu không muốn nói là yếu hơn so với Yamato của thủ No.1. No.1 một bài Yamato quá khỏe. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu rồi. Timeline 14 là timeline này của đối thủ Gunny và chúng ta hãy cùng đến màn hình máy game thủ Tôm. Timeline 54 đến từ Tôm nhưng đang gặp tương đối nhiều khó khăn. Khi mà ở phía bên kia có game thủ màu 1 Chip Boy cầm cung R tuyển thì phải. Bắn lang lạc khá đau dành cho những con cung R của game thủ màu 1. Và Gunny đang bị thất thế trước game thủ màu 4 của game thủ No.1. Timeline 16 đến từ game thủ Gunny có những con phù. Nhưng No.1 đang là người tương đối trâu bò với những con ngựa chém của Yamato. Mặc sức ra mà xong chém thôi, kinh khủng khiếp. Timeline bị đè khoảng 6-4 và Tôm quyết định đi sai. Hơi khó khăn trong bài này. No.1 đã có một bài ôm bom Gunny nhảy sông tương đối tốt. Còn một bài cung R tuyển Hitty của tuyển thủ Chip Boy chỉ việc sóc quân ra và thi đấu thôi.
khi mà Tôm cũng là người lên đời khá muộn và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết tiếp theo cặp đôi đến từ GTV.